Mời các bác đến với lại một siêu phẩm đúng không ạ? Đấy, những bác nào muốn nhẹ nhàng, gọn nhẹ, nghe nhạc hay thì đến với bộ dàn này. À, bộ dàn này được thiết kế với lại 4 thớt luôn. À, bộ dàn The Nông 4 thớt hai loa. À, đây. Một thớt tuner này, một thớt cassette này. Có nhìn thấy chưa? Một thớt âm ly này. Đây, em quay gần cho bác. Và để cái chất âm bộ dòng The Nông này thì phải nói luôn là nó khá là hay luôn. Và để một cái bộ dàn này đến tay các bác thì mình nó cũng rất là mềm, giá tiền mềm luôn đấy. Phải nói là giá tiền mềm mỏng luôn, chứ không phải là cao ngất ngây. Nhiều bác là muốn những cái bộ cao sang thì em không nói, những cái bộ này nó chỉ vài triệu thôi. Vài triệu các bác đã được sở hữu nó rồi, hoặc là mua tặng bố mẹ, ông bà, hoặc là anh chị em, hoặc là người thân mình. Những bác, những chú, những anh đam mê về dòng nhạc trữ tình, hoặc là nhạc bolero, nhạc cổ điển, hoặc là tóm lại là muốn nghe nhạc thì mình tặng những cái bộ này nó ý nghĩa lắm. Đấy. Hợp túi tiền vừa phải. Bộ này nó hợp túi tiền lắm ạ, hợp vừa phải đấy. Đấy. À, để những cái số em muốn để cho các bác những cái mức giá nó hợp túi tiền để bác tặng nó thích này. Để cho bác mức giá là 6.999.000. À, kiểu lộc 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 kiểu kiểu 999. Thật ra nhiều bác hỏi tại sao ông Tuấn cứ đặt số 99. Số 99 là số kiểu, có nghĩa là trường tồn và mãi mãi. Em muốn đặt cái số 99, mặc dù là em có thể đưa lên 7 triệu cũng được, nhưng số 7 nó lại khác, rồi 71 thì không thích. Nhưng 6999 lúc nào nó vĩnh kiểu và trường tồn, đúng không bác? Đấy. Nói chung là nói thì cứ bảo là chém gió, nhưng mà mình bán hàng mình cũng muốn như vậy. Mình muốn khách hàng của mình đến với mình nó như vậy. Đấy, ok chưa? Đây là bộ The Nông 1, 2, 3, 4 4 thớt và 2 loa. Để cho bác mức giá là 6.999.000. Tình trạng bao hoạt động, nghe nhạc ok hết, CD ok cho bác luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Giá em Tuấn bán là em báo bán, chứ không phải giá em thông báo ở đây để cho bác mặc cả đâu. Nếu có bác nào xác định mặc cả thì em Tuấn cũng thông cảm và xin phép các bác không trả lời nữa. Với một bộ The Nông như này, bây giờ bác đọc nhé. Đây, The Nông. Có nhiều bác hỏi nó là model là gì thì đúng là người mua cần model đúng không ạ? Đây, model là The Nông có âm ly này, 7.5S, được chưa? 7.5S. Con trên này là con tuner này. À, con bên này là con The Nông. Con này là con DCD này. Con phía dưới này là con táp này, con cassette. Con này nhìn thấy được loa của nó đây ạ. Loa của nó là 717R. Ok chưa? Rồi chào bác.